Mến chào cô bác và các anh chị đang xem kênh YouTube của Minh Phát nha. Và hôm nay Minh Phát có mặt tại ở Sóc Trăng nha. Hôm nay Minh Phát là quay ở một cái chùa Phật nằm nha. Này cô bác anh chị ơi, xem nha. Đây là một cái khu du lịch ở chùa Phật nằm nha cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy không? Rất là xe, rất là đông nha. Rất là đẹp luôn cô bác anh chị ơi. Đây là phía trước cổng đi vô nè cô bác cô anh chị. Đây là một ngôi chùa rất là đẹp nha anh chị ơi. Đây mình đang tiến tới chỗ Phật nằm nha. Phật rất là to, cao. Xích tới đây chút nữa đi, mưa nhỏ lắm. Ok. Đây là một điểm du lịch rất là đông vui nha cô bác anh chị. Đây là có bán nước bánh đồ đầy đủ cô bác anh chị ơi. Đây rất là gấu nhiều quá cô bác anh chị ơi. Đó, có đồ chơi trẻ em bánh kẹo bông tròn rồi nè. Đây nè cô bác anh chị, là đây là một phía cầu thang lên chỗ ông Phật nằm nha cô bác anh chị. Mọi người rất là đông. Đẹp đẹp đẹp.
Đây là phía bên dưới nè cô bác anh chị, phía bên dưới là đi xuống nè, cái đường đi xuống nè. Đây là phong cảnh dưới này cô bác anh chị. Đây là những cô phái nữ xinh đẹp nha cô bác. Đây cô bác anh chị ơi, mình lên phía bên trên nha, mình lên tiến lên chỗ ông Phật nha cô bác anh chị. Mọi người ở đây cắt cầu ông nha. Đây mọi người rất là đông, rất là đông luôn cô bác chị. Đây là cô dâu chú gái đang chụp hình cô bác anh chị. À, những cái đây là cái bàn trăng của ông Phật mà cô bác anh chị. Lên rồi nha. Là mình quay về phía dưới hồi nãy mình đi lên các cô chú anh chị. Mình đi quay một vòng cho cô chú anh chị xem cái mình đi xuống phía dưới. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Một phong cảnh một buổi chiều rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây là chùa Phật nằm ở tại Sóc Trăng nha cô chú anh chị. Quá wow. Tượng con Phật rất là to luôn. Rất là to luôn cô bác anh chị. Phía dưới đây, xe đậu phía dưới nha cô chú anh chị, là cái đường nãy mình đi lên đó cô chú anh chị. Kia là một ngôi chùa rất là đẹp nha. Đây đó, ngước lên là mỏi cả cổ luôn á cô chú anh chị, rất là cao nha. Lên khoảng là 30-40 mét nha cô chú chị, rất là cao nha, cao lắm á. Lên cái đầu là rất là mỏi mỏi cổ luôn cô chú anh chị.